À, tiên quân giá rẻ đến ngay sớm mua ba việc nghe các bạn. Đó là có bán 100k ạ, 200k ạ, 50k có bán ạ, kia pha nha các bạn. Ok, và vô video thôi nha các bạn. Ok các bạn ơi, những gì nó bị lỗi, bây giờ nó lỗi nha các bạn. Là Gena Liên Quân Mobile. Ok ơi. Ok các bạn đợi chút nhé. Xin ok, giao trang nha các bạn. Bà mình có nói cái gì các bạn không cảm nhé, tại vì bên nói mình đi khi mà đang cười mà mình không ăn mình vẫn nó bị đói sao gì rồi. Bây giờ mình làm sao nó không vô gì cả rồi, vậy các bạn lúc đó mình sẽ cắt nghe bài. Ok rồi nha, ok đã vô rồi nhé các bạn ơi, giờ mình sẽ chơi thôi nhé. Ok thì mình mới chơi thôi nha, nhưng mà mình chơi lâu lắm rồi tại mình mắc ạt thôi là buồn. Mình sẽ cho chị Vân đi DC đi, lâu mình chơi sẽ chơi DC ăn kinh và mình có tỷ lệ thắng là 50% không lẽ nó là có tỷ lệ thắng 100% không? Không hả, mình nhất định phải thắng luôn các bạn. Nhớ ủng hộ like cho mình dây để mình là có động lực để mình làm nhiều cái clip tiên quân hơn nha. Ôi các bạn ơi, lỗi wifi. Mình ơi, lỗi wifi. Quấy đâu rồi. Đừng có lỗi wifi mà. Rồi. Wifi mình đang bị lag. Wifi nó bị rời rồi, có wifi lại nha. Thôi còn hoài vậy, nghỉ tôi đi, nghỉ thôi. Cái gì? Bà nói nha. Có gì cơ? Thôi hoài. Là mình biết mà bà nói mình xen vô. Ôi, muốn các bạn thông cảm nha. Nói mình nhiều chuyện lắm.
thi cao quyền người nãy giờ chưa vô nữa. Em xứng quá một hai gà đặt em xứng quá một luôn. Thôi gì kỳ vậy, nãy giờ mình AFK luôn hả? Quẩy nồi, nãy giờ mình AFK nghe bạn. Rồi nãy giờ mình đứng bác, bác mặc định mà cũng đứng bác rồi. Không mà uống nhiều mặc định mình cũng mấy lần. Thằng ba, trời ơi mất mặt, mất mặt. Xin lỗi các bạn. Đại sao lại AFK? Để mạng mình lát cho đẻ. No, it isn't. Chết mẹ con. Thấy chưa các bạn, thấy cái wifi của mình chưa? Trời ơi, mạng wifi lát quá các bạn ơi. Thấy mạng cái wifi của mình lát không? Chứ mình thấy lát lắm. Ngồi các bạn ơi, mình đi về. Đó chưa các bạn? Lát chưa, lát chưa. Ok, cố ra mình thử cho các bạn cái ứng dụng có thể như cuối video của các bạn, mình sẽ chơi xong đi. Đang gác mà. Bảy nồi mình nhắn vô cái chủ nó cũng viết kìa. Violet, 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 chạy 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 các bạn ơi. Violet, Violet, Violet. Violet, Violet. Nào, chị Giang cấp đường của mình. Bảy nồi level 4, mới level 4 mà. Lát nha các bạn, thấy mình lát không? Cực kỳ lát. Thấy nó cực kỳ luôn. Fine. Các bạn để chiến cắn. Mình đang ở, mình đang nằm, nằm giọng. Trời ơi, cái lát quá, lát quá rồi. Giờ các bạn có làm sao? Rồi lát nữa chưa? Lát như chó vậy. Mình không muốn tiếp tục đâu mà tại lát thiệt mà. Lát quá, lát quá các bạn ơi. Rồi. Máy mình quá nặng rồi. Tại vì mình tải nguyên và giữ. Mình chỉ có 2 game thôi. Tại mắt mình yếu. Mình ước mơ là mình có máy nhỏ. Tại vì đây là máy bự. Ok. Mình có máy nhỏ là mình thương vừa lắm mẹ. Các bạn lát chưa, lát như con hát là ác như hát lát vậy đó, ác như hát lát vậy đó, hát như hay lát vậy. Các bạn hay lát không? Giá gì không lát đi, lát quá rồi. Các bạn hay lát chưa? Các bạn nói lát thì nhớ bình luận nha. Mình thấy chưa lát lắm. Thôi mình đi về. Phải ngồi ấy à, lũ bậy. Lát vừa vừa với phải hay giác cho ai lát với. Sao một mình cứ lát không vậy? Chết trời ơi.
rồi các bạn rất là mình chết rồi đó. Đậu xanh nó lát như con khác bác vậy, ác như thế. Giọng mình đang bị bệnh nha bạn. Nổi trời ơi, khổ quá. Lát gì đâu, cái là wifi buồn gì vậy? Wifi như cái gì vậy? Thực tính mình nhỏ nhất nè, đam mình cũng nhỏ nhất, cái gì mình cũng nhỏ nhất, chỉ có level mình mới bằng người ta. Biết vậy nãy mình chơi chịu dần dịch người chứ mình phải lét. Các bạn thử lét giống như mình đi, cây 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 nhưng con bay bay gì chơi pha nào mình cùng với chơi cho nó thấy đường đời nhà. La 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 la
Con đánh cho nó chạy nó chơi. Đậu xanh nãy giờ không kêu các bạn ơi. Thì một vé báo cáo rồi. Không chó chơi ai hết. Mình không có chết được nha. Mát quá các bạn ơi. Các bạn nào có bóng như mình không có ai ca không? Úi trời ơi, lát như hát lát vậy. Còn ác hơn nữa là ác như ca hát lát vậy. Rồi luôn. Bị cà tao lá bác xế, bị tầm lá như chơi. Sao mấy thằng đó nó giành kiểu của mình không vậy? Thằng John nó giành kiểu của mình. Chờ nó dám giành kiểu của mình. Và thằng đã bị chết. Mình sẽ cán công lên để đập chủ bế chủ gì cũng bị áp cây cũng được nhưng mà mình vẫn có ganh được mình. Tại vì mình y tính thấy chưa, thấy chưa, lát 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 các bạn ơi. Chủ đối phương nó bị vệ trời ơi, lát kia các bạn thấy lát không? Biết cắt gì hằng là đây chứ đâu. Các bạn ơi, mình chỉ cho các bạn một cái dẫn nó nghe theo một lời hướng của mình. Một cái để hốt ra mình sẽ vô Google Play và tải cho mình nha. Thôi đừng chần chờ gì nữa, nhanh luôn đi. Bèo bèo hát liên quần luôn, nhanh luôn các bạn. Các bạn vô Google Play, các bạn ghi là các bạn ghi nó browser nhưng mà nó security. Nó security nha mẹ. Vì vậy quá giống vậy. Đây là security nha các bạn. Cái
các bạn cài nhớ cài đặt về chứ. Nó bánh lô mới về nữa rồi. Cái các bạn về các bạn phải về hơi dễ ít á. Nó có nhiều chức năng lắm nha các bạn. Các bạn ok sẽ lựa chọn là màu trắng nha các bạn, nhìn thấy nha các bạn. Ê chết cha bạn ơi, nè cái ứng dụng này cũng được, các bạn có thể tải cái ứng dụng nè, tải cái ứng dụng mà mình đang vẽ này nha các bạn. Ok nghe ơi, chơi nha các bạn, chơi nó tải lâu dữ vậy các bạn ơi. Ứng dụng này nha các bạn, mà ứng dụng này đã hơn nha các bạn. Đây ứng dụng này đây, ok các bạn đã biết cái ứng dụng này rồi, giờ mình sẽ dừng video tại đây ha nha. Bye bye các bạn. Yeah, subscribe đăng ký cho Mimi Van nữa nha. Đó là bạn đồng hành của mình đó. Bye bye.